Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhòa dần khỏi thế giới của bạn, có người trân trọng giữ bên mình, cũng có người chôn sâu trong tim. Thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ là những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ. Anh Hành ơi, chị Quỳnh tìm anh kìa. Sao? Nhẫn cưới bị mất rồi hả? Tìm kỹ lại xem lạc ở đâu không? Gần tới giờ rồi. Trời ơi, sao cuộc đời mình toàn gặp những chuyện trớ trêu vậy nè. Thiệt tình. Con gái. Dạ. Quên đồ ăn kìa. Chết rồi. Không biết rồi, đại tỷ. Con gái con đứa gì mà hậu đậu quên trước quên sau à. Cái người này mà tôi gả đi chắc bị bên chồng mắng vốn quá à. Bỏ ra. Buông ra. Ê, đứa này, làm gì vậy? Không. Chị ba này từ đâu xuất hiện vậy? Kệ tụi nó, tôi gọi bà hợi báo công an. Hả? Báo công an làm cái gì? Bắt tụi nó chứ làm cái gì? Thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng có sợ. Nè chị ba, biết gì mà báo công an? Không biết mới báo. Ê, côn đồ hả? Trả điện thoại đây. Ngon rồi, tao lấy. Thì ra là học cùng trường với chị. Đi học mà không mang bản tên, nhìn là ngứa đòn rồi. Bây giờ có trả không? Không trả thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn. Cái điện thoại của tôi. Nít con nồi, đặt coi mấy cái thứ này hả? Mấy đứa nè, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi. Mấy đứa về đi, chú bảo lãnh hết rồi. Dạ. Gì vậy ba? Con đừng có gây sự nữa được không? Tài lanh quá. Ba này mà cũng hay nữa. Đã nói là không lên con cái này mà. Mày điên à. Mày không coi thì tao coi. Mắc mơ lấy lại của tao. Ê thôi, hai người lên trường trước đi. Tao về nhà thay đồ chút. Cái gì vậy? Mày điên à. Người mày có dơ đâu, về thay đồ làm chi? Mày kệ tao đi. Tao lao quá. Nè, chở tôi về nhà lẹ lên. Ai? Tôi hả? Chú à, theo chú, con có nên gọi cho mẹ, nhờ mẹ cho người lên đón con không? Không cần đâu con. Để Quỳnh nó đưa con về nghe. Dù sao đi nữa, lỗi là Quỳnh nhà chú mà. Ba nói chuyện gì kỳ vậy? Lỗi. Con có biết má cậu ta là ai không? Bà chủ cũ của ba đó. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Dù sao con cũng làm người ta bị thương, thì bây giờ con phải có trách nhiệm. Công tử lại đây.
Con ơi, thím hai cho con ăn gì chưa? Không được ăn bậy rồi bị bệnh như hôm bữa nghe chưa? Ôi, con trai ba, đi chơi đi nha. Thôi đi chơi đi. Bộ dạng tôi nựng công tử đẹp trai lắm sao? Hử? Gì? Thôi được rồi, cảm ơn nha. Tôi khen hồi nào? Phản xạ cơ thể và biểu hiện cơ mặt là biết. Tôi tinh tế lắm. Tào lao. Mấy người đẹp trai á, lâu lâu hay tào lao lắm. Không biết hả? Đi học thôi. Mình học cùng trường mà, đúng không? Chào cô Tuấn, chào cô. Thôi bay, từ nay nước sông không đụng nước giếng nha. Bác cất xe vô đi, tôi có người chở rồi. Sao có xe hơi không đi? Không thích, ok. Lại đi, chở tôi cho cẩn thận đó. Đối xử tốt với người bị thương một chút. Gì đâu. Giới thiệu cho các em ba học sinh mới. Từ hôm nay các bạn ấy sẽ học chung với mình. Dạ cô. Ừ. Đó giờ có ai nói cô giống người vậy cô? Giống ai em? Ca sĩ Phan Lê Ái Hương đó cô. Ôi em hâm mộ cổ lắm luôn á. Giới thiệu với lớp đi. Dạ. Chào mọi người, tôi tên là Lưu Minh Tuấn, rất vui được học cùng với mọi người. Bạn có thể nói chuyện rõ chút xíu được không? Nói lơ lớ không nghe được gì. Do ba tôi là người Mỹ gốc Việt, tôi sinh ở Việt Nam nên lấy quốc tịch Việt Nam. Từ nhỏ tôi hay theo ba mẹ làm ăn đi về giữa hai nước Việt Nam và Mỹ, cho nên giọng tôi không được chuẩn lắm. Chi giọng lơ lớ. Ừ. Chào các bạn, tôi là Đỗ Thanh Duy. Chào tất cả mọi người, tôi tên là Quỳnh Văn Nam. Ba đứa tôi là bạn thân, cho nên là học cùng trường cùng lớp. Hy vọng là tốt nghiệp chung. Chào mừng đã đến với lớp học đặc biệt của trường này. Bởi vì lớp này toàn nam cho nên gọi là lớp chuyên nam. Và mình, lớp trưởng Bùi Thanh Vinh, có gì thắc mắc hỏi mình. Ở dưới còn mấy chỗ trống, các bạn tự sắp xếp nha. Lớp trưởng, em canh lớp tiết này cho cô đi họp. Dạ. Tiết sau mấy bạn học bài mới nghe chưa? Dạ. Kim. Bạn nữ duy nhất của lớp, xích qua cho bạn mới ngồi với. Gì? Mẹ phẹt. Bàn này còn trống nè, tao mày ngồi. Má tao dặn, vô lớp không được ngồi chung với mấy đứa học ngu. Mà mày học ngu, cho nên tao không ngồi kế. Biết học toán không? Trừ với trừ á, nó ra cộng. Ngu với ngu ra quá ngu, nó ra khôn. Vậy luôn á hả? Vậy khôn mình đi. Phản rồi. Ê, bạn mới, có ra chỗ khác ngồi được không? Bạn mới không thích. À, từ nay nhớ giúp đỡ nhau nha. Giúp con khỉ chứ giúp. Không tao với con khỉ đâu. À, nói chung á là chúng ta thì có duyên. Duyên anh. Ừ. Ê, mình nói cho bạn nghe nha, ở đây á là mình học cùng lớp, nhưng anh lớn hơn em 1 tuổi nên kêu anh là hợp lý. À, thì ra là bạn mới bị ở lại lớp. Anh có việc gia đình nên học trễ 1 năm, hiểu chưa? Gì? À, chị ấy có thể đền cho tụi em cái tạp chí được không? Đền? Đền con khỉ chứ đền. Nè, không đền cho tụi anh á, đừng có hối hận nha. Để coi lát về nhà sao. Ừ, chắc là hối hận. Nhìn lại cái tay của mình đi cưng.
chìa khóa của mình đâu rồi ta? Chết rồi, sao về đây? Biết ngay mà. Chị Quyên. À, gì vậy? Nè. Chánh ra. Ui à. Bực mình. Thì bực mình. Ê, đi về chung không? Về chung gì mà về chung? Có chìa khóa rồi mà về. Ừ. Xem mất chìa khóa à? Qua nhà ông. Qua nhà ông à? Nhà gì? Kêu cửa khó muốn chết. Không phải là kêu cửa khó, mà là tại anh thích chơi khó. Ok. Sao? Kiếm anh có gì không? Trả chìa khóa xe đạp điện đây. Ừ. Ủa? Lấy hồi nào ta? Không nhớ. Hay là làm mất rồi đổ thừa cho anh? Ê, tôi không có giỡn nha. Anh đã nói không lấy rồi mà. Không lẽ mặc anh như vậy mà đi cho anh chìa khóa xe đạp? Đi đó làm gì? Hai thằng mày đi làm gì vui? Xong, tao sẽ đi đạp ép. Đạp ép chú. Đạp ép. Thôi. Biết đẹp trai rồi. Ê, trả lại đây. Đưa đây. Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình đến từ Hà Nội. Mọi người cũng có thể gọi mình là Aris. Đấy là nickname của mình. Ê, có bài là con gái trong lớp, tôi thấy may quá à. Mà may gì? Thực sự là tôi mừng lắm luôn á. Ajit. Ajit. Chào mừng Ajit gia nhập vào lớp của tụi tôi nha. Nè nè, vô cái lớp này rồi á là không được yếu đuối. Cứ mạnh mẽ lên, đúng không? Tráng sĩ, mạnh mẽ. Đó, chuột không là chuột. Mạnh mẽ nè. Tráng sĩ. Khó quá bỏ đi. Riêng tráng sĩ đó thì không cần mạnh. Mẻ mà mạnh thì nó sai lắm. Nó sai hoàn toàn luôn á, hiểu không? Mà tôi... Thôi được rồi, nói chung là muốn giới thiệu bạn bè đúng không? Đây, Ajit, đây, Nam, Nam, Ajit. Rồi, xong, biết không? À, bây giờ mình tới cái phần tặng quà đi. Mình tặng quà cho nhau đi ha. Tôi có quà. Quà? Ừ, học sinh mới vô đây là có quà hết. Thiệt. Đây, hai chú, có quà không? À, sao chị thấy? Cái này là hàng tuyển nha. Đã mất gần một ngày trời đã đau á. Qua mạng yếu. Hàng tuyển là cái gì? Bây giờ thảo đâu nè. Trời ơi, lúa mà gặt hoài không hết luôn á. Nghĩ sao vậy? Lớn rồi, có trong sáng quá. Có tối xíu nó hấp dẫn không? Nói chuyện bội ghê đúng nha. À, bây giờ đơn giản nha. Mình là anh em, có hàng ngon, hàng tuyển á thì mình cùng hưởng. Đừng có giếm mình, hiểu không? Ok. Ok. Ừ, thả đi chứ. Đây. Aris, Aris, mấy ông làm gì vậy đó vậy? Không làm gì đâu.
không làm gì mà chạy ra ngoài khỏi lớp là sao? Ai biết đâu, tụi tôi chỉ đang xem phim thôi mà. Phim gì? Phim xí. Nhưng mà phim xí là phim gì vậy? Em không nên biết, chuyện con trai với nhau mà. Nam, phim xí là xí. Tôi mét cô. Ai cưng mà đứng một cái á là anh chắc đào lắm. À, cưng không có chọt tôi nha. Viết nè, vẽ ranh giới đi, tôi muốn gần bà. Bà cho phép ngồi đi. Tại sao lại không nói mình là con gái chứ? Tại ông cứ cản lời tôi á. Mà tại tôi chưa may kịp áo dài nên mới phải mặc áo trắng quần xanh á. Tôi cũng nữ tính chứ bộ, sao nhìn ra con trai ta? Bà đi vô toilet bà nhìn gương chưa? Từ đầu tới chân chỗ nào giống con gái? Tóc thì ngắn, thẳng băng, bị cái lùn, giống gái chỗ nào? Tôi thấy không giống rồi đó. Tôi không muốn ngồi gần bà luôn á. Bây giờ làm sao mặt mũi tôi nhìn bà? Nãy giờ tôi nói quá trời luôn. Lỡ bà nghĩ tôi là thằng biến thái thì sao? Đúng không bậy? Đúng. Cái thằng lương là thầy phản bạn, tao chuyển trường mày. Quà chào mừng tôi để đây nhé. Rốt cuộc là anh để ở đâu vậy? Hôm nay toàn người lớn, chuyện này không đùa được đâu. Thôi không sao đâu, cùng lắm là mua một cặp nhẫn khác là được rồi. Sao được? Cặp nhẫn nó đặt mua bên Ý lận. Giờ nó mất sao mà được. Thôi đừng buồn nữa, sau bao nhiêu chuyện hai người vẫn đến được với nhau thì không thể để một chuyện còn con như thế này làm vướng bận được, đúng không nào? Ừ, cũng đúng. Tìm kỹ đi. Trời ơi, Thành vẫn nhiệt tình như hồi xưa. Nhiều lúc tôi thấy ba mẹ tôi còn cưng Thành hơn cưng tôi nữa. Lúc cậu ấy tỏ tình, vụ ấy ở Mỹ cả trường vì bà có hai người theo đuổi lận. Chị Quỳnh, em đã có cảm giác rất lạ với chị từ năm lớp 9, mà đến năm lớp 10 em mới biết tình cảm đó thực sự là gì. Từ ngày gia đình em xảy ra chuyện, mẹ thì bỏ đi, bà lúc tỉnh thì không sao, lúc say để đánh đập em. Em luôn muốn trốn chạy quãng thời gian đó, nhưng chính chị lúc nào cũng tìm thấy. Có thể trước đây chị coi em là một thằng nhóc, nhưng từ nay hãy xem là người trưởng thành hơn được. Chị không cần trả lời liền đâu, em chờ. Xếp hàng 2, hàng 3 đi vậy. Mày biết đếm không? Mày đang đi mấy hàng? Hàng 3. Thì tụi tao đi hàng 3. Vấn đề gì? Vẫn đi. Cái đám phải gió vờ vịt lá mơ này. Rồi sao? Đám phải gió vờ vịt lá mơ. Gì? Đợi xíu. Là sao ba? Mày không biết. Nãy giờ tao tưởng mày biết không á. Ừ. Cái này là một câu chữa miền Bắc. Đâu không? Tao không biết nữa. Ủa nhưng mà mình đang kênh đó mà, chắc là nó dữ nặng á. Kênh đó mày. Ê, sao mày? Đám tụi bay
đừng nghĩ mình là nắng mà được quyền chói chang nha. Quất. Dạ mày. Chị Quỳnh. Ê Quỳnh. Ủa sao đứng tập trung đông đây vậy? Tụi em thân mà. Ừ, thân, thân. Thân người nào? À, thân lâu rồi. Đẻ cùng bệnh viện mà. Mới thân. Tại nghe đâu ông anh nghề giỏi bóng rổ lắm, tính học thêm, học phụ đạo. Đúng rồi, học hỏi thôi mà, có gì không hiểu á cứ hỏi anh. Thôi, tới giờ vô lớp rồi, vô trước nha. Biết mà. Học tốt nha. Bị điên à? Bị điên à? Nè. Gì? Bớt nhìn chút đi, kỳ quá à. Ơi, con cái nhà ai mà cha mẹ khéo sanh khéo đẻ quá. Nó đẹp thấy ghê, nhìn phát mê. Ơi, cái tật từ nhỏ tới lớn cũng không bỏ. Nè, đây mới đẹp gấp trăm ngàn lần nè. Nè, hình hồi nhỏ nè. Hả? À, ơi, chú nói thiệt nha. Từ hồi mà ông chơi Facebook giờ ông sống ảo quá đi ông. Mà nghe câu hỏi nè. Trong lớp á thì ngày nào cũng gặp mặt nhau. Nay có chuyện gì mà con tới tận nhà vậy? Dạ, con định đưa một món đồ. Chìa khóa xe đạp. Ủa? Ủa sao con có? Câu chuyện này hơi dài. Giờ con trễ rồi, con xin phép về trước nha. Thôi để chú đưa con về. Ê, thôi thôi thôi, để tôi đưa. Ông đi theo nói chuyện ta trước quốc à. Ông ở nhà đi. Ờ, con đưa con ra nghe. Rảnh ghé nhà cô chơi nghe. Ôi ôi, Quỳnh là mất chìa khóa xe, cô la quá trời nên ba nó mới làm chìa khóa mới cho nó. Ủa, đâu ra mà có mặt ở nhà tôi vậy? Mà sao biết nhà tôi vậy? Ừ thì hỏi Vinh. Nè, bạn Tuấn á lượm được chìa khóa trả cho con đó. Hả? Hả cái gì? Cô là con gái đứa mà cô tâm hơi tâm hất á, dục liền ở đâu bạn lượm trả lại đem tới tận nhà mà biết cảm ơn hở hở cái gì? Cái gì? Kêu con cảm ơn chứ sao? Dạ thưa cô, con xin phép. Ừ, bây giờ tối rồi đi về đi con. Bữa nào rảnh ghé nhà cô ăn cơm nha. Ừ. Mẹ. Gì? Thân quá. Cơm đồ. Coi như lời cảm ơn ta. Dắt xe vô nhà đi. Dữ, đẹp dữ thần luôn. Hôm nay nhìn em bén dễ sợ luôn á. Có chuyện gì nói đại đi, khỏi úp úp mở mở mệt lắm. Anh thích em là ở điểm đó, thẳng thắn, cưng. Làm ơn cho anh mượn 20. Không có. Ủa chưa nói hết câu mà. Biết là mượn tiền rồi. Hay dữ vậy ta. Ê, cho mượn 20 ngàn đi. Kỳ này thề luôn, hứa luôn, thiệt luôn ha. Trả liền, không có hứa đèo nữa. Nên... thiệt. Tôi nói cho ông nghe. Tôi nhắc cho ông nhớ rằng ông đã mượn tổng cộng tôi là 200 ngàn chưa trả, hiểu chưa? Và cái điều thứ hai, hôm nay Tử Vi cung bò cạp cho thấy, cho bạn mượn tiền là mất tiền và mất luôn tình bạn, không cho mượn. Tào lao quá, ba cái cung làm gì chính xác được. Đến. Kệ tôi, tránh ra cho tôi làm vệ sinh. Từ đây. Đưa. Cái này người ta để đàn ông làm, ai để phụ nữ làm. Làm sao cho mượn tiền nhá. Không. Quỷ bò. Cái gì? Bé bò cạp. Thôi mà bé bò cạp, chứ mượn đi mà, 20 ngàn thôi mà. Ê, bên nhau được một thời gian. Gì? Gì mà bên nhau? Ngồi kế bên nhau. Dùng từ là phải dùng chính xác. Ừ, chị ngồi kế bên nhau, nhưng chưa hỡi cung với nhau. Anh là cung Thiên Bình, còn em cung gì? Cung... tên.
đi xe hơi về nè. Thôi đi, bớt khoa trương đi. Thế? Ê, làm gì vậy? Bỏ tay ra. Ủa? Chứ không phải em đang đợi anh đón em về hả? Ê, à, bỏ ra. Im coi, đừng nên bực bội. Bực bội thì sao? Không sợ hả? Chắc sợ. Ok, anh sai. Cô cưng ơi. Ôi. Anh chở em đi ăn kem nè. Gì vậy? Nói bậy bạ gì vậy? Nè, không nghe lời á, anh đồn từ bạn gái thành vợ luôn. Vậy mới cưng chứ. Chị Quyên, chị đi đâu vậy chị Quyên? Chị Quyên, chị hẹn em đi ăn kem mà, rồi em với chị Quyên. Quyên. Ê, cô chị ơi, chị bị bắt cóc. Ốc gì? Em chở chị đi ăn đâu? Làm xem đi qua chị Quyên ơi. Hai cái đứa này, đóng phim hả trời? Sao? Trả điện thoại đây. Ngồi im coi, đang lái xe muốn tai nạn hả? Nè, đưa tôi chuyện với Quyên đi, nhanh. Sao? Kiếm bạn gái làm gì? Ê, bạn gái gì? Bạn gái nào? Cái gì? Bạn gái anh. Bạn gái anh hồi nào? Đấy là bạn gái của tôi, nha. Ồ, sao? Kiếm bạn trai anh chi? Nè, bạn trai không rảnh dẫn em đi ăn kem, ok? Điện thoại mới sửa mà. Ủa? Sao không biết tôi sập nhau trời? Dạ. 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 Lãng mạn quá ha. Ừ, thì cũng lãng mạn mà. Trời rất là mát, đường vắng tanh nè. Hoàn cảnh thiên nhiên rất hùng vĩ. Cái phim Hàn Quốc cũng phải có trường hợp này lắm. Sao? Thôi, chào. Nít bây giờ quá trời, lấy xe của người lớn đi. Không bằng lái giấy tờ. À, chú, không phải vậy đâu chú. Tại tụi con. Cái gì? Người ta nói cũng đúng mà. Im đi, đúng gì mà đúng. Không có gì đúng hết á. Anh lại sai. Bực mình. Trắng thôi, lỡ bị đen bắt anh đừng cả đời thì sao? Không anh thấy tội đồng ý nữa. Nè. Gì nữa đây? Bắt tay làm quệ. Đã nói rồi, không có bằng lái thì đừng có làm màu. Không phải là không có bằng lái, mà để quên. Thôi đi, ai ra đi xe hơi cũng mang đi bằng lái đó. Chưa kể, chở tôi đến những chỗ gì mà quan sơ hẻo lánh. Bộ cứ đồ với tôi hả? Trời, nghĩ sao vậy? Anh trong sáng mà. Mà chắc gần đây sẽ có chỗ nào bắt xe đồ về Sài Gòn ha. Biết, không hỏi nữa, mệt à. Trời, nắng cái chửi sẵn sàng vô mặt người ta á. Thôi, lên đây, chui vô. Có công cảm được tôi nữa. Wow, bạn trai mình nhìn kỹ, vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa. Đúng là xoái ca luôn á. Dỡ đi không? Cái gì? Con nói sao? À, đang ở với thằng Tướng hả? Vậy là mẹ yên tâm rồi. Cô hả? Cho con nói chuyện một chút. Nè, Thành muốn nói chuyện, con chờ máy nha. Alo, chị Quỳnh à? Chị đang ở đâu? Em tới đón chị liền. Ờ, chị ở chỗ này là chỗ nào chị cũng biết nữa. Nhưng mà không sao đâu, Tuấn nhờ người nhà của Tuấn lên rước tụi chị về rồi. Cái gì? Tụi chị thân quá ha. Nè, em nghĩ gì vậy Thành?
Anh Thành hả? Ê, sao ý kiến gì? Nè, tôi đang nói chuyện với Quỳnh liên quan tới anh. Tôi nói cho anh biết, anh mà làm gì bậy bạ với chị Quỳnh là chết với tôi đó nghe chưa? Nè, đang ôm nè, sao bơi ra đang ngăn cản tụi anh? Nhớ giận. Đây 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 đây, chơi lô tô, vừa chơi lô tô vừa ăn quẩy cuốn. Wow, quẩy cuốn hả? Ừ ừ. Ê, ông hả? Ông nhớ thằng Tuấn không? Nhớ rồi. Cái thằng mà bữa mà nói với con Quỳnh đang ở chung với nhau. Em sẽ em kỳ quá. Bởi vì ta nói có những chuyện mà chỉ có người mẹ mới tính được, chứ người cha không biết tính gì hết trơn á. Tính cái gì mà tính? Con gái mình nó còn nhỏ. Chị Quỳnh, chị Quỳnh, chị về lẹ đi, cả nhà đang lo lắm chị Quỳnh. Chị Quỳnh, chị Quỳnh. Alo, alo, alo. Alo, Quỳnh hả? Dạ. Nè, đi chơi thì phải đi thoải mái ha. Từ từ mà đi, không gì gấp gáp. Ở nhà ba với mẹ không lo lắng gì cả, yên tâm ha. Ừ, ok. Ủa từ từ là sao cô? Nhưng mà Quỳnh là bạn gái của mà. Nè, đó là con yêu đơn phương thôi. Chứ con gái tôi chưa chấp nhận đúng không? Ê, em nói gì vậy? Mà đúng sự thật vậy bộ. Cô đi dặn bao nhiêu lần rồi, yêu con gái cô phải chảnh lên. Nhưng mà cô không chảnh được. Ê, mà cảnh ở đây đẹp quá ha. Đẹp thiệt. Ê, làm gì vậy? Sao tự nhiên chụp hình? Chụp hình kỷ niệm chứ sao. Kỷ niệm ngày sinh nhật của anh. Ủa, nay ngày sinh nhật của ông hả? Hồi sinh nhật năm 10 tuổi là lần đầu tiên anh đi ngắm biển với ba anh. Ba anh rất thích ngắm biển. Ờ, vậy mốt dắt ba ông ra đi ngắm biển nè. Ê, nhưng mà nhớ mang theo bằng lái xe nha. Ba anh giờ đi xa lắm rồi, anh không còn cơ hội nữa đâu. Tôi xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, có gì đâu xin lỗi. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật mà, chúc mừng sinh nhật ông. Thường chúc mừng sinh nhật á, người ta ôm hôn nữa. Con khỉ. Ê, mà tôi hỏi thiệt nha, sao nhà không có điều kiện vậy? Ông không học trường quốc tế đi. Ủa, nhà có điều kiện, không có học trường quốc tế hả? Anh không thích. Sau khi ba anh mất, mẹ anh một mình gánh vác tất cả công việc ba để lại. Mẹ là một người lạnh lùng, nhưng anh rất thương mẹ anh. Cho nên từ nhỏ, cái gì anh cũng nghe lời mẹ anh á. Riêng chuyện học hành là anh có thể tự sắp xếp được. À, mà nếu học trường quốc tế á, sao gặp được em? Ủa, sao xe nhà ông lâu quá chưa đến trước mình vậy? Em không thích anh hả? Em không thích anh. Tôi... Em thích Thành phải không? Cái gì? Thích Thành nào? Nó là em thôi mà. Với lại tụi tôi chơi thân với nhau thôi. Thành nó cũng rất tốt với tôi nữa. Anh cũng tốt với em mà. Dạ em thích Thành phải không? Tôi... Ê, đừng nói em thích dạng xoái ca nha. Tôi... Thôi, thôi trả lời. Chừng nào nói trôi chảy, hãy trả lời nhé. Anh không phải xoái ca, nhưng dạng như anh á cũng rất là hiếm gặp. Ok, em cứ suy nghĩ đi. Alo, khỏi lên tốn, tôi đi xe đồ về được rồi. Ê, cái gì vậy? Sao không kêu người nhà đứng đón mà đi xe đồ về? Anh thích đi cho biết người ta, ok. Thôi, kêu người nhà lên nước đi. Nói thích anh đi, anh kêu lên tốn liền. Sao? Nói thích anh đi, anh kêu trực thăng lên đón luôn. Thiệt, nhà này có điều kiện lắm. Biến thái. Em có thấy biến thái nào đẹp trai như anh không? Ê, về Sài Gòn rồi chị dắt đi khám nha, hẳn lắm rồi đó. Bạn gái có lời gửi gắm tới một bạn trai có tên là Đạt Đồng,
với lời nhắn như sau: Đạt ơi, cho dù sau này chúng ta có đi đến đâu thì cũng phải nhất định nhớ về nhau đó. Đạt biết trái đất luôn tự quay quanh trục của nó mà, đúng không? Vì vậy, Như là trái đất, Đạt là trục trái đất, Đạt chỉ cần đứng một điểm thôi thì Như sẽ tự đến và tìm Đạt, được không? Còn bây giờ, Như muốn Đạt nghe một bài hát mà Như đặc biệt gửi đến chương trình để dành tặng cho Đạt nha. Mấy cái lời này cũng gửi lên cho mọi người nghe được hả? Sớm quá. Sớm gì? Tình cảm của người ta. Hay bữa nào em cũng gửi tâm sự lên radio như vậy cho anh đi. Tôi sẽ gửi tâm sự lên radio với lời nhắn là: Tuấn à, Tuấn có thể bớt khùng giùm Quỳnh được không? Nếu được, Quỳnh sẽ cúng một con gà. Đó. Dạ, là bạn học của con. Mẹ đã cho con tự do chọn trường cấp 3 để học. Lo mà học cho đàng hoàng đi. Nên nhớ, mẹ chỉ có một mình con, và chỉ tin một mình con. Đừng để mẹ phải thất vọng và nói quá nhiều. Còn bé đó, nếu là bạn học thì được. Nên nhớ, người mà dành cho con không phải là con gái tầm thường đâu. À, còn nữa, mẹ đã làm hồ sơ, có một vài việc cần phải trở về Mỹ gấp. Cứ trên tinh thần mà chuẩn bị. Nhưng mẹ nói sẽ cho con học hết 12 ở Việt Nam mà. Học hết hay học nửa chừng gì cũng phải đi. Chuyện này con đã quen từ nhỏ rồi mà. Thôi, lên lầu tắm rửa ra ăn cơm đi. Hôm nay có nhiều việc mẹ mệt rồi. Vị trí hết lẹ lên. Ủa lớp trưởng mà làm như cô giáo vậy trời. Nghe thông báo. Hội trại năm nay ai đăng ký tham gia? 1 phút hội thảo bắt đầu. Ê có hội trại rồi. Ê bây giờ mày tính làm gì? Hết chưa? Chưa hết 1 phút mà. Ồ quá. Ai đăng ký giơ tay. Tôi. Tiết mục gì? Tôi và một số tráng sĩ sẽ tham gia tiết mục nhảy. Nhảy cầu hay nhảy lầu? Tào lao nữa hả? Nhiên đại. Nhưng mà tôi nhắc thì nhớ nghe chưa? Hai.
200. Chắc chuyển trường quá. Ông biên đạo luôn ấy hả? Nói chung á, Nam có rất là nhiều tài năng mà Rít chưa có biết. Cái lớp này nè mà thiếu Nam á là vứt đi. Nam là nhất. Sao cái thằng vừa tặng hắn ha. Ông Di, đăng ký gì? Không. Bất tài. Tôi đăng ký. Bác sĩ, bác sĩ đăng ký gì? Làm xiếc. Tôi hát. Hát. Ê, vậy tôi với ông hát xong ca đi. Ngôi nhà quá hồng. Ừ. Không, anh đang hát đơn ca. Phát sinh sẽ đỡ quen. Trời ơi, tôi lớn dữ. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cổ vũ nhiệt tình. Lắm rồi. Bỏ đi. Chú thuốc phòng. Trời ơi, cái này không phải là bị bệnh thường đâu nha. Cái này là tâm bệnh. Chỉ có bác sĩ Quỳnh chưa khỏi được thôi. Gì đâu hay ho. Sau này tôi mới làm diễn viên nổi tiếng, có 100 fan. Gì? Lớn lên bữa nay làm diễn viên nổi tiếng luôn hả? Ờ. À, tôi mới làm diễn viên nổi tiếng. Bên ấy làm quản lý cho tôi. Ghê hả? Ừ. Ấy mà nói nghe. Quản lý nghệ sĩ giàu lắm mà hơi cực. Nhưng mà không sao đâu, yên tâm đi, tôi ngoan lắm. Mặc dù có nhiều fan nữ nhưng mà tôi chỉ nhìn mình bên ấy thôi đó. Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà. Hẹn hò yêu thương, ta say đến già. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh. Giữ gìn là trong chán đôi vai anh thêm sức mạnh. Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau. Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai rời xa. Còn biết là bây giờ công ty đang gặp rất nhiều vấn đề không? Còn biết tiếc gì nữa hả? Chợt biến mất hai vòi lá. Ở bên đó thiếu gì bạn bè yêu thương. Hơn nữa họ sẽ cùng đẳng cấp với con. Bên nhau ngoài kia, không với kia. Về an hoàng hôn nơi có đôi tim cùng. Đây. Anh đếm 1, 2, 3. Mở ra. Em đừng ngạc nhiên nha. Ừ. 1, 2, 3. À, công tử dễ thương quá à. Sao đem nó lên đây? Sắp tới gia đình anh có việc nên anh sợ không ai chăm nó. Chắc phải nhờ em chăm giùm. Thôi được rồi, tôi sẽ chăm giùm cho. Ừ.
Còn cái hoa này là sao? Loại hoa này là loại ba anh thích nhất. Anh cũng vậy. Hoa ba anh thích thì liên quan đến tôi. Không phải. Nếu em tìm hiểu cái ý nghĩa của hoa này thì chắc chắn em cũng sẽ thích. Lên mạng tìm đi. Nè. Là sao? Tặng em đó. Tặng điện thoại luôn hả? Ừ. Nhưng mà thôi, tôi không lấy đâu. Với lại điện thoại lần trước tôi hư tôi sửa rồi. Vậy hả? Xài tốt không? Tốt chứ. Mượn coi. Nè. Màn hình thay là y như mới mà. Ừ. Ê! Ê! Điện thoại! Ê! Sao tự nhiên dùng điện thoại? Chắc xa lắm. Chắc hư nữa rồi. Làm gì vậy? À, lâu rồi chưa có bị quýnh, giỡn mặt đúng không? Sau này, nếu có nhớ anh, thì lấy ra mà nghe và chờ anh. Em biết, trái đất luôn tự quay quanh trục của nó, đúng không? Vì vậy, em là trục trái đất, anh là trái đất. Em chỉ đứng ở một điểm thôi, thì anh sẽ tự đến và tìm em. Được không? May mà hôm đó đi xe đồ về, coi vào mấy lời này cũng hiệu quả quá ha. Thôi, anh về trước đây. Em về cẩn thận đó. À, bấm phím 1 là gọi cho anh. Đưa xe đến cổng trường đi. Bà đừng thách tôi. Hãy rời bỏ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị đi. Tốt nhất là đừng đối đầu với tôi. Mẹ con bà sẽ không yên đâu. Đây là chuyện của người lớn. Đừng có lôi con nít vào. Con nít à? Đối với tôi, nó là người thừa kế vì là con trai độc nhất của bà mà. Khá quan trọng đấy. Hãy suy nghĩ đi. Nếu như không muốn con trai của bà gặp chuyện không vui, tôi đang rất nhẹ nhàng và lịch sự với bà đấy. Dù gì thì chúng ta cũng từng một thời là đồng minh với nhau mà. Ông Lâm! Ông Lâm! Bạn biết không, đối với tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu. Dù người bạn yêu ở bất cứ đâu, đi đến bất cứ nơi nào trong bầu trời này, thì tình yêu của bạn dành cho họ vẫn không thay đổi. Người bạn yêu giống như mặt trời tỏa sáng và sưởi ấm trái tim bạn. Và đó là một thông điệp của tình yêu chân thành. Nắng mưa
là chuyện nắng mưa. Ai biết con tim đã vỡ, chẳng đến hạnh phúc hay là chưa. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh. Giữ gìn là trong chán đôi vai anh thêm sức mạnh. Tin tưởng là lời hứa sau bao lâu vẫn tìm nhau. Anh chẳng hứa sẽ sang giàu. Alo, sao bắt máy lâu vậy? Tôi tính rủ ông ngày mai đi coi phim. Alo, sao trả lời dữ vậy? Đang chơi trò gì đó? Ông im lặng vậy rồi tôi đâu biết nói gì đâu. Mà ông thích tôi thiệt hả? Tôi thấy tính tình của mình khác nhau vậy. Rồi quen nhau không biết có chịu được không á. Ông sẽ không hối hận chứ. Alo, còn đó không vậy? Thôi, tóm lại là ngày mai hẹn nhau lúc 8 giờ nha. Con trai tôi, nó bị sao? Đừng có sao không bác sĩ. Làm ơn cứu con tôi.
chân anh một chút thôi, vướng cơn mưa vừa mới rơi, anh sẽ đi tìm. Mi, bạn còn chưa hỏi tên tôi mà. À, đúng rồi ha. Khi tôi nói, nhất định bạn phải nhớ đó nha. Tên tôi là Quân. Phải nhớ đó. Tại sao diễn được như vậy chứ? Mày hay lắm. Mày diễn hay lắm. Mày diễn xuất thần. Han, tại sao mày có thể diễn được cái nét này? Tuyệt vời. Han. Gì vậy? Có bị bệnh không? Để anh dẫn đi bác sĩ. Bệnh gì? Chết rồi, nó khùng nó điên vậy. Em mà xem phim. Phim gì? Nếu như em quên anh. Trời đất. Coi cái tuần lễ này chưa chán hả? Làm sao mà chán được anh? Anh nghĩ đi. Em, diễn viên Ngô Chí Thành, một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính. Coi hàng trăm lần không chán được đâu anh ơi. Mới nói gì? Diễn viên nổi tiếng. Chưa nổi tiếng. Nổi tiếng rồi. Chưa nổi tiếng. Nổi tiếng rồi. Chưa. Có nổi tiếng rồi thì trong tâm lý vẫn nói là chưa nổi tiếng, để không có cái tính tự kiêu nghe chưa? Thì chưa nổi tiếng. Vậy được chưa? Mà anh uống nước. Cảm ơn. Anh uống nước anh. Cảm ơn em. Ê, xong rồi đi vô. Anh. Ừ? Chụp cho em bức hình nha. Được thôi. Chụp đi. Tay em ngắn quá. Ê, để chụp cho. Cười lên. Chị Bảy. Đủ rồi chị Bảy. Vô. Cảm ơn anh nha. À, bước vô trong. Nè, đi vô chặt cái nấm lùn nó giục cho tôi nghe chưa. Ủa, mà nhỏ là ai vậy? Trợ lý mới của ông Quỳnh mới mướn đó. Tới con lúc. Mà chắc nó lúc lên lúc xuống quá. Nó thấy cũng tưng tưng dữ lắm rồi. Đi quay vành chắn chết đi được. Gì? Không, ý em hỏi là bao giờ Quỳnh về? Về kìa. Công tử, chào mọi người đi con. Chào nè. Công tử lại đây coi nè. Ngoan ơi là ngoan nha. Công tử, sáng giờ con đi đâu chơi? Mẹ dắt con đi đâu chơi? Đi thăm mấy khóm hoa hướng dương phải không? 4 năm trời rồi nghe. Cái gì cũng phải vừa vừa đó. Cái chừng ế nha chị con. Ế thì về đội của chú. Đi ra. Con ta còn tay tơ rờ rờ vô, ta mất duyên không có vợ được. Rồi sao? Ngày nay quay sao rồi, tốt không? À, tất nhiên là không rồi. Sao vậy? Tại nhớ Quỳnh quá. Tào lao rồi đó. Lo chuẩn bị quay nhanh nhanh, rồi còn về sớm nữa. Ngày mai họp. Ê, vậy là ngày mai có sếp mới đến nhận chức. Sếp mới? Nam hay nữ? Nam. Nghe nói là học kinh tế bên Mỹ mới về. Đẹp trai mặt giỏi lắm. Học kinh tế ở Mỹ về, mà về Việt Nam là công ty giải trí. Ngộ ha. Alo, anh tìm được nhẫn cưới của em chưa? Anh tìm được rồi. Anh bỏ vào nhầm áo. Giờ anh lên chỗ làm lễ đây. Ừ, tới nhanh đi em đợi nè. Quỳnh, sau này em giúp Trần Xe hạnh phúc. Em biết mà, vì người em cưới làm chồng là một người rất tốt. Chào mọi người, tôi tên là Kenneth, giám đốc sáng tạo máy bổ nhiệm. Mọi người có thể kêu tôi là Ken. Từ nay sẽ làm việc cùng với mọi người.
Ủa, đi đâu vô phòng của tôi vậy? Dễ thương quá. Con ơi, thím lại cho con ăn gì chưa? Của ai vậy? À, dạ của tôi. Dạ. Không nên để nó vô công ty như thế này, hãy tránh nó cẩn thận. Ở Mỹ, tôi có được coi vài bộ phim của cậu, rất ok. Tôi rất thích cách cậu diễn xuất. Rất vui được làm việc với cậu. Cảm ơn anh. Còn cô là thuộc thêm quản lý của Thành, đúng không? Tôi có nghe rất nhiều người khen thêm của cô. Rất vui được làm việc cùng nhau. Từ nay nhớ giúp đỡ nhau nha. Bắt tay làm huệ. Tôi xin lỗi, có gì gấp phải đi. Quyên, thì nhịp tim đang có vấn đề, vẫn còn đang hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Khóc đi em, đã kìm nén bấy lâu nay mà. Khóc đi, anh sẽ luôn đứng phía sau em. Chỉ cần em quay lại là có thể thấy anh mà. Em không cô độc đâu. Người chết đã bao nhiêu lâu nay rồi, tự nhiên bây giờ thấy lại, chắc là Quỳnh nó sốc lắm đấy. Ấy, hoặc có khi nào á là cái năm đó thằng Tuấn nó không bị mất gì tai nạn không? Thật ra thì năm đấy tất cả mọi người đều không ai có thể liên lạc được với gia đình Tuấn. Chỉ biết vỏn vẹn là Tuấn đã mất rồi. Tôi với cả Nam cũng đã có qua nhà, nhưng mà mẹ Tuấn không chịu gặp bọn tôi. Tao xác nhận. Sau đấy thì thím hai người làm còn nói là hài cốt đã được đem qua Mỹ rồi. Còn cái mộ bây giờ mà Quỳnh vẫn hàng năm tới ngày giỗ, chỉ là do lớp mình làm nên để tưởng nhớ đến Tuấn thôi. Ừ, em vẫn tự suy nghĩ là không biết tại sao gia đình Tuấn lại có thể bí ẩn được như thế nhỉ? Ê, còn một trường hợp nữa nha. Giả sử như là thằng Tuấn trong năm đó là nó không bị chết trong cái vụ tai nạn, mà chỉ bị mất trí nhớ thì sao? Anh cứ làm như mình đang đóng phim không bằng. Thì mình cứ tưởng tượng mình đang đóng phim đi. Thôi, không nói chuyện với anh nữa, mệt quá. Này, ấy vợ yêu. Ừ. Chồng đợi nãy giờ luôn á. Xin lỗi nha, kẹt xe nên đến trễ. Ừ. Hạnh phúc quá ha. Vui vẻ quá ha.
vợ vợ chồng chồng được. Nè, thấy vợ chồng người ta hạnh phúc nên ghen tị à? Nè, vậy bên đó là vợ, vậy còn bên đây là cái gì của em? Cún yêu. Cái gì? Trước mặt bạn bè thân thiết của tôi mà em gọi tôi là chó hả? Gan quá ha. Nói lại lần nữa coi, tôi là cái gì của em? Chị, anh sếp mới mời tụi mình đi ăn đấy. Nhận chức đã mấy tuần rồi, giờ mới mời đi ăn là sao? Em nghĩ anh cũng bận thôi. Nhưng mà nếu anh bao thì mình đi nha. Với cả thực ra ấy, em cũng có một điều cực kỳ là vui muốn thông báo cho chị cũng như là toàn thể mọi người biết. Rất là vui. Đó chính là... tụi em có em bé rồi chị. What? Nói vậy? Thì tôi với bé Phong có em bé. Mà không phải như ông nghĩ đâu. Cái chuyện này thực ra nó đơn giản lắm. Mà tôi là nạn nhân nên... Bà là thủ phạm. Giờ tôi nhắc cho bà nhớ nữa. Bà là nằm trong cái top già nhất cái công ty này đó. Thằng nhỏ nhỏ hơn bà 2 tuổi đó. Bà không là thủ phạm thôi chứ bà là nạn nhân gì. Đúng rồi đó, em mới là... luôn. Anh không dụ người ta thì thôi chứ ai dụ được anh. Ví dụ nói thằng này nè, người bị hại được nè. Trời đất ơi, nồi nào thì úp dung nấy thôi. Máy bay bà già thì phải có phi công trẻ lái chứ. Thích quá à. Thích hả? Thích lắm. Hôm nay qua nhà anh nhờ. Dạ, làm gì anh? Để lấy cái bô bố trùm vô đánh cho dễ. Vinh, rồi hai đứa tính chừng nào cưới? Dạ tụi em chắc là cưới sớm á chị. Để cho chị Mai còn... em quên. Để cho vợ sắp cưới của em còn mặc áo cưới đẹp nữa. À dạ. Dạ. Thôi được rồi, tối nay mấy đứa cứ đi đi. Còn công việc thì để chị làm cho. Tại vì chắc là tối nay chị không có đi đâu. Ủa, sao chị không đi? Trời ơi, lâu lâu mới có kẹo thơm mà không đi. Bà kẹo gì bà cũng thơm hết trơn. Thôi, tóm lại là tối nay chị mệt lắm, chị không có đi đâu. Cô không khỏe sao? Không khỏe sao còn đi làm? Lỡ người ngoài nhìn vô nói công ty bóc lột sức đau lòng thì sao? Tôi chắc tại đêm qua tôi không có ngủ được cho nên là hôm nay hơi mệt. Nghe nói cô có kế hoạch thay đổi hình ảnh của Thành đúng không? Sẵn vào phòng trình bày tôi nghe thử. Tôi trình bày xong rồi đó, anh thấy kế hoạch này thế nào? Cô trình bày lại thêm lần nữa đi. Nhưng mà tôi đã trình bày 2 lần rồi. Nhưng tôi vẫn chưa rõ vài cái. Vậy bây giờ anh chưa rõ cái nào, anh nói đi tôi sẽ trình bày lại. Không rõ toàn bộ. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ về làm lại hết. Rồi có gì mai tôi trình bày lại với anh. Tôi giỡn thôi, như vậy là ok rồi. Cô làm trong ngành giải trí, cô không biết giỡn sao? Xin lỗi, từ trước giờ tôi không biết giỡn. Kế hoạch vậy là ok rồi. Nếu theo kế hoạch này thì Thành có thể giành được 5-9. Dù là tôi không thích nhãn soái ca cho lắm, nhưng nhãn soái ca thì ở thời nào cũng được các cô gái yêu thích mà, đúng không? Thôi, nếu như anh không còn gì dặn dò thêm, xin phép tôi ra ngoài làm việc tiếp. Với lương người quản lý một trong những nghệ sĩ nổi tiếng công ty, không lẽ cô không mua được một chiếc điện thoại tốt hơn sao? Đi gặp khách hàng không sợ người ta nhìn vô hả? Đối với tôi, năng lực làm việc mới là thứ quan trọng. Còn cái điện thoại này là vô giá. Tôi xin lỗi, tôi không biết cô quý nó như vậy. Bạn trai cô tặng hả? Đừng nói cô thích dạng soái ca nha. Ê, đừng nói em thích dạng soái ca nha. Anh... thôi khỏi trả lời. Tôi giỡn thôi, cô thật là không biết giỡn gì hết. Đấy, giờ tôi đi gặp khách hàng rồi. Dạ đi. À,
Tối nay nhất định cô phải có mặt nha. Phải nể mặt tôi chứ. Quỳnh không phải để cho anh giỡn đâu. Tìm người khác đi. Gặp sai rồi hả? Đủ rồi đó. Dừng lại đi. Anh Tuấn, cậu đừng nghĩ là cậu sai rồi, muốn nói gì nói nha. Mai còn làm việc, về nghỉ ngơi chút đi. Phải rất khó khăn tôi mới đưa Quỳnh trở về cuộc sống bình thường. Giờ thì đùng một cái anh về đây với một danh nghĩa khác để làm gì? Để làm tổn thương Quỳnh nữa hay sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Sao? Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh có thể làm giả tất cả mọi thứ, trừ một thứ. Đó là cảm xúc. Thì về đi. Cô cưng ơi, anh chở em đi ăn kem nè. Em không thích anh. Em biết trái đất luôn tự quay quanh trục của nó, đúng không? Vì vậy em là trục trái đất, anh là trái đất. Em chỉ đứng ở một điểm thôi, thì anh sẽ tự đến và tìm em, được không?
Lý do anh làm vậy là gì? Tất cả là do lỗi của mẹ. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Ở đây không có đủ tiền nghi để mà chữa trị cho con. Chúng ta sẽ qua Mỹ. Bên đó con sẽ có sự điều trị của những bác sĩ giỏi nhất. Rồi con sẽ khỏe mạnh lại. Mẹ con mình sẽ có một cuộc sống mới vui vẻ hơn. Hãy quên hết mọi thứ ở đây, được không con? Cậu nghĩ tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? Cả tên họ của tôi cũng phải đổi. Gia đình của tôi... Anh im đi. 4 năm nay người ở bên Quỳnh là tôi, và sau này cũng vậy. Nếu Tuấn đã chết do xe hơi tai nạn thì cứ để mọi người tin vậy đi. Im lặng và sống với thân phận của Ken đi. Chào sếp, em vô chưa? Đi về. Ủa sao vậy? Ủa sao nó lần đi tháng 3 nữa? Đổi ý rồi, về thôi. Chào sếp, em về. Cậu về thôi mà. Kéo Quỳnh về chung làm gì? Quỳnh là quản lý của em. Quỳnh đưa em về. Nếu nói về chăm sóc thì phải là trợ lý chứ. Phong, Mai, khỏi. Quỳnh đưa em về. Rồi anh tính chặn đường em như này sao? Thôi đi về. Em biết trái đất luôn từ quay quanh trục của nó, đúng không? Bởi vì trái đất là một dòng xoay lớn. Khi đi hết dòng xoay ấy thì chúng ta lại gặp nhau. Mọi tư liệu ông cần đều nằm ở trong này. Ông định tố cáo ông Lâm thật sao? 4 năm nay tôi đã phải giấu thân phận thiệt của mình để tìm kiếm những bằng chứng này. Bây giờ đã đến lúc ông Lâm phải trả giá cho những gì đã gây ra. Nhưng nếu được công khai ra pháp luật sẽ phiền tới gia đình của ông nhiều lắm đó. Liệu cô Dương có... Tôi đã nói với mẹ tôi rồi, mẹ sẽ hợp tác. Những gì tới thì sẽ tới thôi. Ít nhất khi đó ba mẹ tôi cũng không hề làm gì sai trái. Còn thân phận của ông thì sao? Quỳnh chắc là sốc lắm đó. 4 năm nay ông đều dõi theo Quỳnh rồi còn gì. Tuy ở rất xa nhưng lúc nào cũng như đang ở bên cạnh, đúng không? Cảm ơn ông vì 4 năm nay luôn giúp đỡ tôi một cách bí mật như vậy. Ê, hỏi thiệt nha, hồi trước á ông học ngang Hình Nam thôi mà sao vô trường luật hay vậy? Chắc đẹp trai. Giỡn nữa hả? Anh chỉ bị như vậy thôi sao? Chứ anh muốn bị sao nữa? Anh đã hỏi cô này 2 ngày rồi đấy. Thành. Ừ. Em mệt lắm anh Thành. Ừ. Đây. Đau em. Đau cái gì mà đau? Chỉ bị trầy cái tay bên kia thôi.
Còn bên đây không có đau gì hết trơn á. Đau trong tim. Thế kệ em. Lúc mà cứu con Quỳnh á là chỉ bị trầy tay thôi, tại vì xe nó thắng lại kịp. Trời đất ơi, còn muốn nặng thêm nữa làm sao hả? Muốn nặng hơn để nhận được sự thương cảm đúng không? Ủa chị? Đâu có. Tại vì muốn hỏi lại bác sĩ xem anh còn bệnh gì nữa hay không thôi mà. Anh? Ừ. Ờ, vậy anh không có nên đi khám đầu đâu, mà nên đi khám gan lại. Gan lớn lắm rồi đó. Ờ. Thôi, mọi người ra ngoài nghỉ ngơi ăn uống gì đi, để chị ở đây chăm Thành được rồi. Dạ, em đi. May thật. Còn biết nói là may nữa. Vậy mà đòi hôn mê. Chứ làm sao. Thường thường trong phim, nếu mà bị hôn mê là người ta thương dữ lắm đấy nha. Mà tính ra mạng anh cũng lớn quá ha. Nè, thôi mà, anh đâu có hôn mê đâu. Khủng quá. Có biết là sợ lắm không? Hôn mê hoài. Anh không sao mà. May mà tìm ra, không thì đám cưới bị anh phá banh rồi còn gì nữa. Sao mà anh để cái đám cưới banh được? Dù sao ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng với anh. Còn Quỳnh thì rất quan trọng với em. Từ nay về sau em không muốn thấy Quỳnh buồn nữa. Hiểu ý em chứ? Chắc chắn. Đẹp đôi quá. Gì vậy? Bà nhìn đi. Đẹp đôi không? Xứng đôi ghê á. Nó nhân tập 7 không à? Nhưng mà bà phải nhìn cơ, nhìn đi. Ôi, nè. Sao vậy? Bà thấy không? Đến ý nghĩ còn giống nhau nữa. Giờ này sao hai người còn đứng ở đây nói chuyện? Tới giờ làm lễ rồi kìa. Biết rồi. Có thể nào đừng có nói giống nhau nữa được không? Nhìn cũng giống lắm rồi á. Giống gì trời? Ai biết gì giấy tờ của nó đó. Nó kêu mẹ soạn bán đó. Ở trong nhà này đồ của nó là nhiều nhất luôn á. Sinh nhật của Tuấn. Mỗi một năm trôi qua, vào những ngày này, tôi lại chợt nhớ Tuấn thật nhiều. Có những hôm tôi vào biển một mình, chợt mỉm cười như một đứa ngốc khi nhớ về những ngày xưa đó. Những cảm giác ấm áp và thân quen như mới hôm qua thôi lại ùa về. Tôi nhớ Tuấn
Nhớ đến một tình yêu đã khiến tôi thay đổi thật nhiều. Tại sao anh muốn làm bạn gái anh vậy? Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Anh tưởng nhiều lắm sao? Thành, không phải. Vào trong đi. Tuấn không phải bay về Mỹ đâu. Vẫn còn kịp thời gian. Đi đi. Đừng để như 4 năm về trước. Mình đi về đi được không? Về sao? Em biết trên thế gian này điều gì làm tổn thương mình nhất không? Đó là người ta đến với mình không phải vì yêu mà là vì thương hại. Nếu em muốn vứt hết cái lá thư này thì sao không vứt luôn điện thoại kia đi? Không nỡ. Trong suốt 4 năm qua, dù như Tuấn đã mất nhưng mà em vẫn viết thư, chút hết nỗi nhớ vào trong đó. Nhưng mà giờ em được tự do rồi. Quỳnh à, mình chia tay nhau. Đi vô trong đi, mình trễ giờ rồi. Anh đi mạnh giỏi nha. Cảm ơn cậu. Khi nào đám cưới của hai người, anh sẽ gửi quà về. Dạ, em cảm ơn anh. Anh nhớ giữ đó. Anh mà không trân trọng nó, tôi sẽ lấy lại bất cứ lúc nào. Hạnh phúc của tôi, yên tâm, tôi sẽ giữ chặt. Cảm ơn cậu.
nào cũng có người bước vào cuộc đời chúng ta. Ta chào buổi sáng, ta chào buổi tối. Có người ở lại vài phút, người thì vài tháng, người một năm, có người là cả đời. Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc. Đúng không? Thế là nụ cười cũng đến từ anh. Sau nhiều muộn phiền nay ta yên lành, gói ghém yêu thương thêm sức mạnh. Trước từng một thời yêu thương vội xa, chưa một lần nào anh nghĩ ta sẽ xa lạ. Có lẽ vì ta yêu thật thà. Buồn rồi sẽ trôi đi, đôi khi là cho tình yêu thêm vị. Tình mình có bao lâu thì xin nguyện giữ hết những mai sau.